Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Từ vụ ẩu đả kinh hoàng vừa rồi thì hàng loạt bài bóc phốt, trang Nemo lừa đảo bán hàng đa cấp, bán hàng kém chất lượng bị đào lại. Vậy liệu toàn bộ mặt hàng từ thạch giảm cân cho đến quần áo mà shop đang kinh doanh có thực sự hợp pháp hay không? Và khi công an vào cuộc, liệu shop này có bị sập tiệm như shop Mai Hường từng gây chấn động trước đó? Vậy chi tiết như thế nào? Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Vụ ẩu đả kinh hoàng tại shop thời trang Trang Nemo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh những bình luận phẫn nộ về hành vi côn đồ ngông cuồng của nhân viên Trang Nemo, thì đa phần mọi người đều kêu gọi tẩy chay cửa hàng kinh doanh này. Vụ việc này lại khiến chúng ta nhớ lại vụ lùm xùm của chủ shop thời trang Mai Hường trước đó. Cả vợ chồng chủ shop Mai Hường đã bị khởi tố vì tội làm nhục, tống tiền nữ sinh. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét shop quần áo Mai Hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan. Vậy liệu lần này kịch bản có tương tự xảy ra hay không? Bởi vì xưa nay, đời tư của Trang Nemo cũng thị phi không kém vì loạt phốt chấn động như sau. Bán hàng kém chất lượng, dụ dỗ đa cấp hay là phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí Trang Nemo còn có hẳn một group anti-fan gần 100.000 thành viên chuyên đăng tải các bài viết bóc mẽ sự thật về cựu hot girl này. Vậy hàng loạt hàng hóa từ thạch giảm cân cho đến quần áo, liệu có phải là hàng lậu, hàng kém chất lượng? Lợi dụng lòng tin của cộng đồng mạng cùng với thế lực máu mặt đứng sau mà cô đã tiêu thụ chót lọt hết lô này đến lô khác. Và sắp tới công an vào cuộc điều tra ngọn ngành, liệu toàn bộ hàng hóa mà shop thời trang Nemo kinh doanh có giấy tờ đầy đủ hay không? Nếu không thì chắc chắn sẽ bị tịch thu toàn bộ và tước giấy phép kinh doanh. Sập tiệm là điều rất có thể xảy ra. Giờ thì chúng ta chỉ cần ngồi đợi công an thông tin nữa mà thôi. Trong tình thế căng thẳng như hiện nay, Trang Nemo vẫn đăng ảnh kèm status chuyển khoản từ thiện giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại tràn vào tố Trang đạo đức giả, miệng nam mô nhưng bụng đựng bổ dao găm. Cô gái chuyên đi lừa gạt, sản phẩm thì trộn khuấy mà cứ quảng cáo như sản phẩm thương hiệu. Nhiều người nói rằng Trang đi tắm trắng, đi thẩm mỹ nhưng lại nói mình đẹp nhờ sản phẩm cây nhà lá vườn. Biết bao nhiêu phốt chị ta lót tay được rồi nên cho qua. Tuy nhiên phốt lần này lành ít dữ nhiều, vì làm sao có thể qua mặt được công an cùng với sự dậy sóng của cộng đồng mạng. Không chỉ vậy, trước đó đã có rất nhiều bài bóc phốt từ năm 2019 cô nàng này đã bán hàng giả. Cảnh báo Trang Nemo lừa đảo, bán son làm hệ thống đa cấp trá hình. Nhưng không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác, Trang Nemo đều thoát tội chót lọt mà không hề hấn gì. Chúng ta hãy cùng chờ xem cửa hàng kinh doanh thời trang của Trang Nemo rồi sẽ đi đâu về đâu. Nếu không sập tiệm vì công an, thì có lẽ cũng sập tiệm vì dư luận tẩy chay dữ dội. Thêm một thông tin nữa cho rằng phía Trang Nemo đang thu xếp 5 tỷ đồng để lo lót chuyện này êm xuôi. Đúng là mọi sự sai trái đều phải trả giá bằng tiền bạc. Tuy nhiên đối với trường hợp này thì tiền chưa chắc đã cứu vãn được tình thế. Vì gia đình nạn nhân cũng giàu nứt đố đổ vách. Cái họ cần là danh dự nhân phẩm. Mà dân giang hồ mà, nói một là một, hai là hai. Không động thì thôi, chứ động rồi thì phải cho ra trò. Trước sự việc này thì Ngân 98 cũng bất ngờ tiết lộ rằng mình từng bị Trang thuê người tới tác động vật lý. Sau cái kiểu ỷ có tiền, đụng là muốn đánh, muốn xử người ta. Mặc dù chưa từng đụng chạm gì tới chị ấy, nhưng mà Ngân cũng từng bị chị ấy thuê người đánh nha mọi người. Cách đây 5 năm, lúc Ngân mới vào Sài Gòn, Trang có đăng bài cho người tìm đánh Ngân. Đánh xong quay video lại, Trang sẽ cho 5 triệu. Lúc đó, ba mẹ Ngân biết tin, nên ba Ngân đã vào nói chuyện với Trang. Nói xong thì Trang mới chịu gỡ bài. Hồi đó, Ngân có làm video xin lỗi vì lỡ dại nói bậy. Nhưng Trang vẫn đăng bài đòi thuê người đánh Ngân hoài nha mọi người. Như vậy có phải là ép Ngân vào đường cùng hay không? Và mới đây, tuyên bố xanh dờn từ nạn nhân tên là Khanh cũng được cộng đồng mạng tán thành. Cụ thể chị viết như sau. Đầu tiên em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến em trong vụ việc xảy ra vừa qua. Như mọi người đã biết, em mới sinh em bé được 4 năm tháng. Sức khỏe em còn yếu nên không ổn lắm. Em đang đợi bệnh viện cho kết quả giám định thương tật. Mong muốn một lần được xem người đang tưởng mình một tay che trời là Trang Nemo sẽ đi đâu về đâu. Bạn ấy đánh người nhiều lần đăng clip lên mạng. Nghĩ nhà mình có tiền là bưng bít được hết. Có cây tùng cây bắc che chở nên đè ai cũng được, ăn tươi nuốt sống người ta. Mọi người cứ nói em ỉ chồng là giang hồ. Nếu như có ý định xô xát, vậy tại sao em lại đi có 3 đứa con gái đến shop? Hai vợ chồng em chỉ là người bình thường thôi ạ. Chồng em bây giờ tu trí làm ăn, chẳng muốn xích mích với ai cả. Hôm nay là sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Trang Nemo thì bắt bé Trần My tới shop xin lỗi. Trần My rất lo sợ không dám đi một mình. Em mới nói, thôi để em đi cùng. Em qua xin lỗi Trang rồi mình về. Lúc đến em đứng ngoài chờ, theo dõi trên live thấy em Trang Nemo rất là quá đáng. Ép Trần My phải nói bán đồ giả, còn đồ Trang là đồ thật, vô lý thật sự. Một nhãn hàng của công ty nhập từ Trung Quốc,
Trang Nemo làm lại bao bì khác, bán mắc cho cố, người ta bán rẻ hơn thì lại nói là đồ giả. À, lý do Trần My nói không biết em là tại vì sợ em liên quan đến sự việc. Trong lúc đó những người ở shop lại quá là hùng hổ. Trần My sợ em có chuyện. Trang Nemo ép My nói như vậy là một người chị sao em chấp nhận được. Chẳng khác nào ép Trần My vào con đường cùng. Nhận đồ giả là coi như mất chén cơm của người ta rồi. Thuận mua vừa bán, đồ ra cái kiểu bán mắc rồi bắt người ta nhận đồ giả. Còn mình là đồ thật. Chị ta ỉ có quan hệ mà muốn làm sao thì làm. Bạn mạnh miệng quá trời Trang Nemo ơi. Bạn quắc tay cho 4 người đàn ông vào đánh mình. Trong đó có 2 thằng 3D, 1 con ô môi, 2 thằng đàn ông trong shop. Bạn không chỉ thị thì nhân viên nào ở shop mà côn đồ dữ vậy. Cộng đồng mạng ơi, xin hãy tỉnh táo giùm em. Còn Trang Nemo nó giàu lên là nhờ cộng đồng mạng ủng hộ mua đồ của nó. Mọi người tiếp tay cho nó có tiền rồi coi thường người khác, coi thường pháp luật vậy sao? Đánh mình rồi mà khi mấy anh công an vào, Trang Nemo vẫn còn dõng dạc tuyên bố rằng công an vào xử lý công an luôn. Mình tưởng bạn là vợ của thủ tướng chính phủ không đó, chứ không phải là vợ của thằng Hải Trịnh đâu. Mọi người coi clip cũng thấy, nó lại cố tình kéo khẩu trang của em ra lần hai để nó khoe với mọi người rằng đã đánh em thương tích như thế nào. Lực lượng chức năng ở đó mà tụi nó coi không ra gì luôn. 5-6 thằng đợi sẵn ở ngoài cùng với mấy thằng ở trong shop đi ra. Gần cả chục thằng ùa vào đánh em. Lực lượng chức năng cố gắng hết sức can ngăn, nhưng mà do tụi nó quá là đông và quá hung hăng nên mấy anh trở tay không kịp. Cho em hỏi là nó cho mấy anh được bao nhiêu tiền mà mấy anh bán mạng dữ vậy? Xã hội này bây giờ không phải là thời của giang hồ đâu mấy anh. Xem thường pháp luật như vậy, án dư luận là sẽ bị xử lý nghiêm để làm gương đó mấy cha. Giang hồ xăm trổ cả chục thằng đánh một người phụ nữ mới sinh. Thiệt, em xấu hổ dùm vợ con, mẹ của mấy anh luôn đó. Xã hội không ai chấp nhận được hành vi này đâu. Thử một ngày em gái mình, vợ mình bị như vậy, rồi xem như thế nào. Chàng ơi, phụ nữ đến nói chuyện xin lỗi mà bạn chuẩn bị sẵn cả chục anh xăm trổ. Gây rối có tổ chức đó nha bạn. Cố ý gây thương tích có tổ chức cũng mệt lắm đó. Cái kiếng đi ô mình mới mua 7 triệu, kiếng rớt. Bạn đạp cho bể kiếng là cố tình phá hoại tài sản nhà bạn. Thời xưa có Dung Hà, thời nay có Trang Nemo là bạn đó. Sợ quá luôn. Một lần nữa em xin cộng đồng mạng hãy tỉnh ngộ giùm em. Cổ vũ cho nó, ủng hộ nó, để nó có tiền. Rồi nó xem thường mọi người có đáng không. Cái shop quần áo gì mà giang hồ quá trời. Mọi người đi mua quần áo ở shop nó. Mà lỡ chẳng mua hay là không vừa ý nó, coi chừng nó đập cho te tua. Tẩy Trang Nemo giùm em, cho nó khỏi tồn tại ở xã hội này nha mọi người ơi. Đó là nguyên văn lời chia sẻ của chị Khanh, nạn nhân vừa bị đánh. Trước đó thì hai cái tên Trang Nemo là Nguyễn Hưng Trang và Trần My, tên thật là Trần Nguyễn Trà My, gây bão cộng đồng mạng từ phốt thị phi. Từ một cuộc nói chuyện bỗng dưng thành hỗn chiến, khiến nhiều người còn chưa kịp cập nhật hết thông tin. Theo đó, ngay tại cửa hàng kinh doanh của Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, bỗng dưng tưng bừng và lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc. Vậy cớ sự làm sao mà nước sông và nước giếng lại phạm nhau? Hai người vốn dĩ sẽ không có gì cho đến khi Trang Nemo phát hiện ra hình ảnh và sản phẩm của mình trên kênh bán hàng của Trần My. Tuy nhiên, sản phẩm mà Trần My bán ra lại không giống với hình ảnh đó và có giá chênh lệch so với Trang Nemo. Để làm rõ mâu thuẫn trên, cả hai đã có một cuộc hẹn trò chuyện ba mặt một lời vào hôm ngày 16 tháng 1 tại cửa hàng kinh doanh thời trang của Trang Nemo ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Trần My có đi cùng với một người tự xưng là chị em ngoài xã hội. Buổi gặp mặt được cả hai livestream trực tiếp trên trang cá nhân của mỗi người. Diễn biến vẫn diễn ra êm đềm khi mà Trần My thẳng thắn thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến Trang Nemo vì đã sử dụng hình ảnh của cô. Trang Nemo sau đó cũng bộc bạch rằng mong muốn Trần My thừa nhận lỗi sai và đưa ra lời khuyên cho Trần My trong việc tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Cả hai sau khi trao đổi với nhau rõ ràng thì cũng vui vẻ trò chuyện rút kinh nghiệm bán hàng với nhau. Nhưng tưởng câu chuyện đã kết thúc êm đẹp và chị em thêm hiểu nhau hơn thì đột nhiên một cô gái tên Khanh xuất hiện, xưng rằng là chị em ngoài xã hội đến cùng Trần My. Cô gái này cho rằng nếu Trần My cảm thấy không phục những lời Trang Nemo nói thì không cần phải xin lỗi. Trang Nemo cho rằng cô gái này không liên quan đến sự việc giữa hai người thì không nên lên tiếng và yêu cầu cô gái ra khỏi cửa hàng. Sau đó Trang Nemo đã tháo khẩu trang để nhìn mặt cô gái kia, dẫn đến lời qua tiếng lại. Ngay sau đó đã diễn ra cuộc xô xát giữa cô gái kia và nhân viên của Trang Nemo. Cuộc chiến từ trong cửa hàng ra đến đường lớn khiến cho giao thông ùn tắc, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để giải quyết sự việc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!